Chào quý vị và các bạn, sau bao ngày nếm mật nằm gai thóng thức các tình tiết của bộ phim Hương Vị Tình Thân thì chúng tôi có tóm tắt được một chi tiết. Bà Xoa nhờ đại ca Giang Hồ Tấn dặn mặt em Trà Xanh Dương: "Thôi rồi Dương ơi, em nhỏ quá, đụng ai không đụng lại đụng rể của Giang Hồ. Lần này thì em không còn răng mãn cơm, chỉ còn hút cháo lãng thôi mà." Vậy thực hư ra sao? Bà Xoa sau khi nghe Dũng Cơm Thiêu nói chị Thi làm sao ấy, hình như anh Huy lắm kém. Thế là bà tức tốc gọi cho con gái: "Thi à, con và thằng Huy có chuyện gì thế?" Thi nói: "Không có gì đâu mẹ." Bà Xoa nói: "Có gì thì nên nói với mẹ." Nhưng đáp lại là tiếng tút 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 của điện thoại. Thi đã cúp máy. Đại ca Tấn với khuôn mặt ác ôn đi ra: "Thế nào, đã tâm sự với con gái xong chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi." Bà Xoa liền kể lại cho người yêu: "Thi có chuyện anh ạ, anh giúp em tìm hiểu xem thằng Thi nó có con bồ nào ngoài." Ông Tấn đáp: "Ok con dê, việc của em cũng là việc của anh. Nó không phải là con anh, nhưng trước sau nó sẽ là con anh. Á ha ha, đi nào, đi ăn cơm thôi." Thế là anh chị ôm eo nhau tay trong tay đi ăn. Ông Tấn diễn đạt đến nỗi khán giả ghét gây chứ đáng ông. Một con cáo xấu xa gian ác với hàm nanh vuốt vố vàng. Khán giả còn nói ông Tấn nên đi bán kem bánh khăn gạo luôn đi. Và khi đại ca Giang Hồ Tấn đã ra tay, em Trà Xanh mơn mởn có còn để răng để ăn cơm. À không, có còn cái mạng để về quê gặp bố mẹ hay không? Phải chăng ông Tấn muốn làm hại đến tính mạng của Dương nên mới có màn trailer Thi đòi đi cứu Trà Xanh bất chấp sự đe dọa ly hôn của Thi? Chúng ta cùng nhau đón chờ những tình tiết mới nhất của bộ phim nhé.